đứng thẳng người, lấy bàn tay chụm lại hình mỏ chim, giơ thẳng tay lên khỏi đầu, lật bàn tay lại, đập về phía trước bằng cổ tay, ngang vai. Đoạn kéo tay trên vào ngực, chỏ giữ tại chỗ. Xong, xòe bàn tay ra, chụp về phía trước, kéo chỏ về phía sau. Trong lúc đó, tay trái bắt đầu như tay phải. Động tác này ta tập 72 lần. Tác dụng về mặt y học của động tác đập cổ tay. Động tác này giúp cổ tay tác động tại chỏ, ngón tay và vai. Đứng thẳng người, đưa thẳng hai tay về phía trước, lật lên trời. Các ngón tay chụm lại như hình mỏ chim. Lấy mỏ chim đụng vào vai, rồi cuốn vòng xuống đưa từ nách ra thẳng, lật ngược. Trong lúc đó, chỏ vẫn giữ yên. Xong, lật lại như vị trí ban đầu. Động tác này ta tập 36 lần. Sau đó làm ngược lại. Tác dụng về mặt y học của động tác xây chỏ. Động tác này giúp cánh tay trên khỏe, nhanh nhẹ, tác động tốt đến khớp chỏ. Vào thế trung bình tấn.
đưa một tay thẳng về phía trước ngang vai. Lấy cánh tay trên đưa lên thẳng trên trời. Bàn tay ngó về phía mặt, ngón cái khép vào. Xong, cho cánh tay rớt vào trong ngang ngực. Đoạn giật mạnh lên trở về vị trí ban đầu. Động tác này ta tập 36 lần. Sau đó đổi ngược lại. Tác dụng về mặt y học của động tác cán thủ nghịch. Động tác này giúp cánh tay mạnh, nhanh lẹ, tác động tốt vào chỏ,